Mến chào các bạn đã đến với bản tin 17 giờ. Chương trình được thực hiện bởi Báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay ngày 27 tháng 12 năm 2016 có những nội dung chính sau đây. Phúc thẩm đại án Ariban giữ nguyên nhiều bản án. Luật sư đề nghị triệu tập ông Hà Văn Thắm đến phiên xử phạm công danh. Giả gái dụ du khách quan hệ tình dục để trộm cắp. Người bỏ thuốc độc vào nồi bún hàng xóm bị điều tra tội giết người. Đi mua tiền giả đánh bạc, bị tấn công cướp tiền thật. Ông Ban Ki-moon bác bỏ cáo buộc nhận hối lộ 230.000 USD nhân viên máy bay được dùng súng điện xử lý khách quậy. Và sau đây là thông tin chi tiết. Sáng ngày 27 tháng 12, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án đối với 17 bị cáo kháng cáo trong đại án Aribank, gây thất thoát hơn 2.400 tỷ đồng cho ngân hàng này. Theo đó, Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với phần kháng cáo về hình phạt của Lê Minh Hiếu do bị cáo này rút đơn kháng cáo. Cựu giám đốc chi nhánh Aribank Nam Hà Nội Phạm Thị Bích Lương y án 30 năm tù về hai tội vi phạm quy định về cho vay, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, buộc bồi thường hơn 1.300 tỷ đồng. Cấp phó của bị cáo Lương là chữ Thị Kim Hiền, y án 30 năm tù về hai tội vi phạm quy định về cho vay, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, bồi thường hơn 382 tỷ đồng, được trừ đi 1,6 tỷ đồng đã nộp. Cựu tổng giám đốc Adibank Phạm Thanh Tân, y án 22 năm tù vì hai tội lợi dụng chức vụ quyền khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, bồi thường hơn 20 tỷ đồng, được trừ hơn 2,1 tỷ đồng đã nộp. Cựu ủy viên hội đồng quản trị Adebank Hoàng Anh Tuấn bị tuyên 5 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, giảm 1 năm tù so với án sơ thẩm. Cựu phó tổng giám đốc Adebank Kiều Trọng Tuyến bị y án 4 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo hội đồng xét xử, Đỗ Tiến Long, nguyên cán bộ phòng tín dụng Adebank chi nhánh Nam Hà Nội, bị ung thư phổi liệt nửa người, tai biến mạch máu não, có thể xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt để thể hiện tính nhân đạo. Bị cáo Long bị tuyên 14 năm tù, án sơ thẩm là 16 năm tù, bồi thường 74 năm tù. Tấn tắc vụ án công ty cổ phần Enzo Việt do các tư nhân người nước ngoài làm chủ đã thông đồng với công ty cổ phần Livepro Việt Nam. Công ty cổ phần Max do Lê Minh Hiếu làm chủ tịch hội đồng quản trị, dựng nên nhiều thương vụ làm ăn khống để vay tiền của Aribank Nam Hà Nội từ năm 2007 đến năm 2011 với tổng cộng 50 triệu USD. Sáng nay, ngày 27 tháng 12, tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh phúc thẩm xét xử đại án ông Phạm Công Danh, nguyên chủ tịch Ngân hàng Xây dựng VNCB và các đồng phạm gây thiệt hại 9.000 tỷ đồng. Hội đồng xét xử cho biết có 25 bị cáo và 27 người có quyền lợi và nghĩa vụ kháng cáo. Trong đó có 8 người liên quan vắng mặt nhưng chỉ có 2 người có đơn xin sự vắng mặt là Hứa Thị Phóng và Nguyễn Việt Hà. Còn lại vắng mặt không có lý do nhưng đều có ủy quyền có người khác tham gia phiên tòa. Đối với 135 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không kháng cáo, có 55 người có mặt tại tòa và 80 người vắng mặt không có lý do. Trong phòng thủ tục, bị cáo Phạm Công Danh đề nghị tòa triệu tập ông Trần Quý Thanh thuộc công ty Tân Hiệp Phát tham dự phiên tòa này. Trong quá trình xét xử, một luật sư đã đề nghị thay đổi thẩm phán trong hội đồng xét xử với lý do thẩm phán này từng là chủ tọa vụ án con rùi liên quan đến công ty Tân Hiệp Phát để đảm bảo tính khách quan. Hội đồng xét xử tiếp tục hội ý và khẳng định đại án Phạm Công Danh hoàn toàn không liên quan đến vụ án con ruồi, cũng như luật sư không có quyền đề nghị thay đổi thẩm phán. Từ đó, hội đồng xét xử không chấp nhận đề nghị trên. Công an quận 1 cho biết vừa khởi tố hình sự Lê Văn Đạt, 44 tuổi, quê ở Tiền Giang, về hành vi trộm cắp tài sản. Khuyên ngày 26 tháng 11, Đạt điều khiển xe gắn máy biển số thành phố Hồ Chí Minh, lưu thông trên đường Lê Lợi, khi đến trước số 68 Lê Lợi, phường Bến Thành, quận 1, nhìn thấy một du khách nam đi bộ một mình trên lề đường. Đạt nảy sinh ý định trộm cắp tài sản nên đậu xe gắn máy trên lề đường, đi bộ đến áp sát, uống éo lả lời ra hiệu muốn quan hệ tình dục với người du khách. Tuy nhiên người này từ chối. Lợi dụng nam du khách không cảnh giác, Đạt đã dùng tay trái móc chiếc iPhone 6S thì bị người này phát hiện tri hô, đã hốt hoảng ném chiếc điện thoại xuống đất rồi leo lên xe máy bỏ chạy. Lúc đó có anh Nguyễn Nam Hoàng, 23 tuổi, ngụ quận 5, chứng kiến sự việc nên truy đuổi, khống chế đạt giao cho công an phường Bến Hành, lập biên bản phạm tội quả tang, chuyển cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 1 thụ lý. Tại cơ quan điều tra, Đạt Khai mình vừa ra tù, được ít lâu vì tội cướp giật tài sản. Ngày 27 tháng 12, Công an quận 9 cho biết hiện đang tiến hành hoàn tất hồ sơ và các thủ tục để bàn giao bà Hồ Thị Ngọc Điệp, 52 tuổi, ngụ đường Nam Ca, quận 9, cho Công an thành phố Hồ Chí Minh để điều tra hành vi giết người. Theo đó, qua kết quả giám định mẫu nước trong nồi nước dùng nấu bún mà bà Điệp đã cho thuốc độc vào, Công an phát hiện đây là thuốc chuột với độc tính cao, có thể gây chết người nếu ăn phải. Trước đó, như pháp luật thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, Bà Điệp có mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai và mua bán hàng ăn trên đường Nam Cao thuộc phường Tân Phú, quận 9 với chị Trần Thị Bạch Tê, 37 tuổi, ngủ ở quận 9. Sáng ngày 25 tháng 12, sáng ngày 25 tháng 12, lợi dụng lúc chị Tê đi mua gia vị, bà Điệp tiếp cận quán bún này rồi đổ thuốc chuột vào nồi nước lèo đang sôi. Lúc chị Tê trở về thấy nồi nước có biểu hiện lạ nên tiến hành kiểm tra camera an ninh. Sự việc được phát giác và báo lên cơ quan chức năng. Theo điều tra ban đầu, chị Tê và bà Điệp là bà con trước đây chị tê phụ việc cho bà điệp ở quán bún riêu thời gian gần đây chị này ra ngoài làm riêng và mở quán bún ở gần đó làm việc với cảnh sát bà điệp thừa nhận do bực tức cháu gái nên bỏ thuốc trừ sâu vào nồi bún để chị tê mang tiếng xấu không có khách đến ăn chị tê sau đó có làm đơn bãi nại nhưng cơ quan công an đã bắt đơn này vì tình tiết nghiêm trọng của vụ việc đây là hành vi mất nhân tính mang tính chất giết người nên dù có bãi nại thì nghi can cũng bị xử lý theo pháp luật Ngày 27 tháng 12, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 9 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang truy xét nhóm đối tượng rao bán tiền giả, dàn cảnh tấn công cướp tiền thật của người mua. Theo cơ quan điều tra, thông qua Zalo ngày 20 tháng 12, Võ Thanh Lai, 26 tuổi, quê Bình Thuận, tạm trú phường An Phú Đông, quận 12, quen biết với một người có nickname là Quốc Cấm, đang rao bán tiền giả. Thủ đoạn bán tiền giả của người này là không cần đặt cọc, tỷ lệ 1 đổi 4, tức 100.000 đồng, tiền thật đổi được 400.000 đồng tiền giả, với mức đổi thấp nhất là 20 triệu đồng. Tuy nhiên, khi Lai trình bày thì chỉ có 10 triệu đồng, người này vẫn đồng ý giao dịch và hẹn gặp tại ngã tư Thủ Đức vào lúc 17 giờ ngày 21 tháng 12. Để có đủ tiền giao dịch, Lai đã rủ thêm bạn là Nguyễn Văn Nghiệm, 34 tuổi quê ở Tiền Giang, hùng thêm 5 triệu đồng để đi mua tiền giả. Sau nhiều thủ thuật để kiểm tra người mua, gần 20 giờ ngày 21 tháng 12, hai nhóm gặp nhau cạnh cây xăng, sát siêu thị của ấp mắt quận 9. Lúc này, một thanh niên yêu cầu Nghiệm lên xe để chở đến bãi đất trống của phường Phước Long A, gặp thêm một đối tượng khác để nhận sắp tiền mệnh giá 50.000 đồng. Khi Nghiệm đưa 10 triệu đồng thì bị nhóm đối tượng cầm một bịch tiêu bột ném vào mặt xong vào cướp tiền, đấm đá Nghiệm đòi tẩu thoát. Từ trình báo của các nạn nhân, công an phường Phước Long A xác định nạn nhân mua tiền giả với mục đích để đánh bạc, có dấu hiệu tội lưu hành tiền giả, tuy nhiên chưa thực hiện được hành vi nên các đối tượng bán tiền giả đang bị công an quận 9 truy xét điều tra về tội cướp tài sản. Phát ngôn viên của tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 26 tháng 12 đã chính thức yêu cầu tạp chí Hàn Quốc *Sisa Journal* công khai xin lỗi và gỡ bỏ bài viết cáo buộc nhà ngoại giao kỳ cựu của Hàn Quốc từng nhận hối lộ hơn một thập kỷ trước. Stephen Dujeric, phát ngôn viên của Ban Ki-moon tuyên bố với báo giới: "Tôi đã viết thư cho tác giả bài viết. Trả lời ông ấy rằng ông Ban Ki-moon đã sống cả cuộc đời với tất cả sự trong sạch và chân thật, chưa từng bị cám dỗ, đặc biệt là trong sự nghiệp phục vụ cộng đồng tại Hàn Quốc và tại Liên hiệp quốc." bài viết mà tác giả đăng tải là hoàn toàn sai sự thật và vô căn cứ ông dijeric tuyên bố mặc dù ngài tổng thư ký và nhiều người khác đã đưa ra các tuyên bố bác bỏ rất rõ ràng tờ báo vẫn bất chấp và cho đăng tải câu chuyện của họ mà không cần kiểm chứng tính chân thật tôi yêu cầu người phóng viên của bài báo này phải lập tức gỡ bài và công khai xin lỗi trên báo vào cuối tuần qua tạp chí sisa journal của seoul đã đăng tải một bài báo dẫn các nguồn tin giấu tên Cáo buộc ông Ban Ki-moon vào năm 2005 và 2007 từng nhận các khoản hối lộ với tổng giá trị 230.000 USD từ Bác Dân Cha, một doanh nhân nhiều tay tiếng tại Hàn Quốc. Văn phòng của ông Ban Ki-moon đã dẫn dự bác bỏ các cáo buộc trong bài báo là hoàn toàn sai sự thật và vô căn cứ. Doanh nhân Bác Dân Cha cũng phủ nhận các thông tin trong bài báo, chỉ trích chúng là nhậm nhí. Một cựu công tố viên cấp cao của Hàn Quốc, từng điều tra về một nghi án hối lộ của ông Bác Dân Cha, cũng khẳng định chưa từng nghe đến các tình tiết mà bài báo nêu ra. Tuần qua, ông Ban Ki-moon đã tuyên bố sẵn sàng dành hết tất cả tâm huyết và sức lực của mình để đóng góp cho sự phát triển của Hàn Quốc. Tuyên bố được đưa ra trong buổi họp báo, nói lời tạm biệt trước khi ông Ban Ki-moon chính thức từ chức. Nhiều chuyên gia cho rằng tuyên bố này hàm ý nhà ngoại giao kỳ cựu của Hàn Quốc đã sẵn sàng để tranh cử tổng thống thay thế vị trí của bà Bác geun Hy. Ngày 27 tháng 12, hãng hàng không Korean Air, hãng hàng không tư nhân lớn nhất Hàn Quốc, thông báo sẽ cho phép các thành viên phi hành đoàn dùng súng điện để xử lý các trường hợp quấy rối náo loạn trên máy bay. Reuters dẫn thông báo của Korean Air, chúng tôi quyết định sửa đổi quy định dùng súng điện để xử lý các hành động bạo lực và hỗn loạn trên chuyến bay một cách nhanh chóng và hiệu quả. Tuy nhiên hãng này không nói chi tiết quy định được sửa đổi như thế nào. Hãng Korean Air cũng cho biết sẽ tăng cường huấn luyện các biện pháp an ninh cho các thành viên phi hành đoàn. Thông tin vừa rồi cũng là khép lại bản tin 17 giờ ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin ngày mai. Bạn đã cập nhật tin tức ngày hôm nay. Bạn quá bận rộn để biết về những thông tin pháp luật trong và ngoài nước. Hãy đến với chúng tôi. Bản tin 17 giờ. Phát sóng từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên blo. vn Bản tin 17 giờ. Nên Nhanh chóng, chóng kịp thời, chính xác.